chúng ta đang cùng quay trở lại với vòng 2 được mang tên Tâm ý tương thân. Hy vọng là hai bố con sẽ cố gắng lấy được số điểm cao nhất của vòng 2 này nha. Nếu như ở vòng 1 tình yêu của bố, các bố con yêu mến nhau, kể chuyện với nhau thật là tình cảm và nói những cái điều hay ý đẹp, thì với vòng 2 này lộ hết. Mâu thuẫn có, bắt đầu sai, gia đình xào xáo nhau. Lời đã hết. Để biết là các bố và các bé có thật sự hiểu nhau không và có để ý kỹ từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của mình hay không. Bây giờ mời anh tẻo qua bên đó, còn em tẻo qua bên đó. Rồi, về bố hiếu thảo. Tẻo. Rồi. Anh ơi, có bao giờ mà anh làm gì sai cho bé anh Thư buồn không ạ? Cũng có. Khi nào anh? Như lúc mình la bị oán. nhưng mà sau đó thì sao, khi mà anh la mà có bao giờ bé bé khóc không? Cũng có, ví dụ như bé mình la mà cái việc bé không có làm á, là con đâu có làm đâu, là con khóc là thầy ba xin lỗi. Dạ rồi, bây giờ là chúng ta sẽ có câu hỏi hình và câu hỏi chữ. Bây giờ con muốn hình hay là chữ nè? Dạ hình. Dạ hình. Rồi hình thì con mời hình chú Phúc. Hình thì con sẽ hướng về chú Phúc nha. Rồi. Anh sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Và câu hỏi đầu tiên dành cho Hiếu Thành và bé Anh Thư, câu hỏi hình bắt đầu. Xin mời anh. Hết giờ. Xin mời anh diễn tả. Kỳ vật gì ở trong bếp? Trên bề ngoài có đó, bề ngoài. Cái chảo. Hay hâm đoạn gì con đó? Là đúng, nướng. Đúng rồi. Lò nướng là đáp án cuối cùng chưa? Dạ ạ. Không chắc phải chưa? Nha, không phải, cái chảo cũng nướng được nha. Cái bếp than cũng nướng được nha anh Thư nha. Lò nướng. Chắc chắn chưa? Dạ chắc. Và đáp án của con đó là chính xác. Yeah. Chú Phúc tin anh lạc hướng nhưng không. Ánh mắt người ta hướng về bố người ta, chứng tỏ mình hiểu bố mình nhiều mà, phải không con? Trời ơi, hay rồi. Quá. Và bây giờ là hình hay chữ nè? Hình đi. Lại hình nữa, lại hình. Hình có hai hình thôi nha. Hình nữa là còn chữ không nó. Dạ. Thế chú Phúc đem lại may mắn. Vừa rồi cô Lan ơi, hai bố con đã trả lời đúng câu hỏi đầu tiên, hình đã ghi được cho mình một điểm. Và bây giờ bức hình thứ hai vẫn là như cũ nha. Dạ, dạ, cái với bố nè hai ạ. Yeah. Rồi. Em thấy nhanh cái em khoái bắt có đầu nha. Có bộ nha. Em. Nhìn kỹ nhanh. Rồi. Có ba chữ nè, anh nhìn kỹ chưa? Rồi. Hôm nay có ba chữ nha. Rồi. Dạ. Cái con đó là cái tuổi của ba, là cái con mà cái tuổi của ba nha. Dạ. Nhưng mà nó có sọc sọc đó. Cái con ngựa. Ngựa gì ta? Ngựa Bốn gì? Băng. Không. Con ngựa đốm. Con ngựa đâu ăn. Con ngựa đâu ăn ngựa có vậy? Sọc. Con ngựa vàng. Và đáp án cuối cùng của con đó là ngựa vàng. Con ngựa vàng là đáp án chính xác. Bây giờ hai câu hình hết, là giờ tới ba câu chữ nè. Chuẩn bị mình viết chữ nha. Dạ. Coi coi là hai bố con có thực sự là hiểu ý nhau không. Câu hỏi đầu tiên, loại thức uống nào mà bé thích? Anh ghi ra không nói. Anh ghi ra. Ghi ra và không nói nha. Còn ghi vô, ghi vô. Trời, món này nít thích uống nhiều lắm nè. Sắp hết giờ rồi nha. Cô nhìn con là cô biết con thích uống cái này rồi. 3, 2, 1. Dơ bạn. Hồi nãy cô Lan ghẹo con thấy bé rất mụm miệng. Chắc là nhà chú uống trà sữa thường xuyên. Tại sao vậy ta? Tại sao em biết bé thích trà sữa mà không phải là nước ngọt? Dạ, cái này hay mẹ hay dụ lắm á, cho nên biết đó. Mẹ dụ hả? Mẹ dụ lắm á. Với cái đáp án trà sữa này thì hai bố con lại có thêm một điểm. Là tổng cộng nãy giờ ba câu. Ba câu là mình có mấy điểm nè? Dạ, 3 điểm. Rồi, tiếp nha. Dạ. Câu hỏi tiếp theo, người mà bé tâm sự nhiều nhất trong gia đình là ai? Mời anh ghi ra. Người mà bé tâm sự nhiều nhất trong gia đình là ai? Chữ đẹp quá nè. 5, 4, 3, 2, 1. Dơ bạn. Yeah. Đúng luôn. Ủa, hay tâm sự với mẹ nhiều lắm hả? Dạ, con đi học về con có gì con cũng nói mẹ. Còn nếu như là tinh thần con hỏi bố. Câu hỏi cuối cùng là nãy giờ mình nha. Có mấy điểm rồi ta? Dạ 4 điểm. Ôi. Bây giờ mình lấy cái điểm thứ 5 này luôn không? Dê kìa, dê kìa. Lấy luôn là mình dê, cái lấy tinh thần lại. Dê với bố này dê. Câu hỏi cuối cùng, bố có sở thích làm gì vào ngày cuối tuần? Đi ra đi ạ. Con nhớ sở thích của bố không? Ba chủ nhật hay là cái gì ba cũng làm. Ôi. Khó nha, câu này khó đó. Tại vì nãy giờ mình chiến thắng 4 câu rồi. Mày khoai mình tự tin không? Tự tin bao nhiêu phần trăm nè? 100%. 100% luôn, đúng à. Rồi, mời
hai bố con cùng giơ bàn. 3, 2, 1 xin mời. Yeah. Lúc nãy bé có nói chia sẻ với em là bố bận đi làm nhiều lắm, bố làm suốt à. Xong rồi hỏi là chị bố có sở thích uống cà phê không? Nói có, nhưng mà thường đi lên nhà của cô gì gì đó thì mới uống thôi. Ở nhà thì bố làm suốt à, là biết là bố rất là bận rộn, rất là tâm lý luôn. Vậy giờ mình câu này mình đúng không con? Dạ đúng. Thì mình có nhiêu điểm nè? Dạ có 5 điểm. Ôi, 5 điểm mình nghe liền. Yeah. Chúc mừng. Wow, đây là lần đầu tiên bố Hiếu Thành với lại là bé Anh Thư là trúng được 5 câu. Chà, cơ bộ bố Kiến An và bé Uyên Linh chuẩn bị tinh thần. Đó, đây ta được 5 câu rồi đó. Và bây giờ chúng ta cùng đến với phần chơi tiếp theo của bố Kiến An và bé Uyên Linh. Thưa quý vị, lúc này bố Kiến An và bé Uyên Linh đang ngồi đây và sẵn sàng để nhận 5 điểm từ chương trình nếu như cô Phương Lan không đưa ra câu hỏi khó nữa. Nữa hả? Nãy giờ là em đưa này là câu hỏi dễ không luôn á. Ở nhà thì chắc là cũng dành nhiều thời gian với bố đúng không? Nhiều thời gian không? Hay là với mẹ nhiều hơn nè? Với mẹ nhiều hơn. Với mẹ nhiều hơn. Nhưng mà con nghĩ là với cái trò chơi này thì bố sẽ hiểu con được bao nhiêu? Nhiều không? Theo con nghĩ là nếu mà nhiều nhất là 90%. Bây giờ con muốn câu hỏi chữ trước hay là câu hỏi hình trước? Dạ câu hỏi hình trước. Coi bộ các bé đến đây thích hình nhiều hơn chữ. Tại vì là mọi người biết không, là Hồng Phúc luôn mang lại may mắn cho các bé. Chứ lúc nào mà cô Lan mở câu hỏi chữ thì các bé ít có khi trả lời được. Cũng có khi trả lời không được mọi người ơi. Thôi đi, đừng đưa hình lên đi. Rồi, hai bố con hãy nghe kỹ câu hỏi này. Anh Kiến An sau khi nhìn hình xong hãy miêu tả bằng hành động hoặc lời nói hoặc bất kỳ cái gì cũng được, nhưng không được nhắc về từ khóa cái chương trình đưa ra. Được không ạ? Hiểu. Và bây giờ anh đã sẵn sàng để với câu hỏi đầu tiên chưa? Sẵn sàng ạ. Câu hỏi số 1, câu hỏi hình dành cho bố Kiến An và bé Yên Linh, bắt đầu. Rồi, mời anh. Trong đó có 3 từ. 3 từ. Cái này, cái con vật này á, nó sống ở sa mạc và nó có 2 cái gù. Con lạc đà. Con lạc đà, tiếc quá. Con nhìn bố. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi, hay quá. Giỏi quá. Đúng rồi đấy, là mình có được mấy điểm hả con? Dạ 1 điểm. Đúng rồi, và với cô trả lời là lạc đà thì gia đình của bé Uyên Linh đã có được 1 điểm. Giờ hình hay chữ nữa nè? Dạ chữ. Chữ ha. Chữ là cô Lan nè. Thời cô Lan tới rồi. Cô Lan sẽ cố gắng đem tới 1 điểm cho con. Nếu như có một đứa em thì bố nghĩ là bé Uyên Linh sẽ thích là bé trai hay là bé gái? Bố ghi rất nhanh nha. Rồi. 5. Học đẹp. 4. 3. 2. 1. Xin mời. Trời ơi, đúng luôn. Tại sao vậy ạ? Tại sao anh lại thích có bé gái nữa cho em? Thì là em đã được nghe bé tâm sự rồi đó. Bây giờ đợi anh thôi. Mời anh ạ. Mình cũng không biết nữa. Mình hình như mình thích gái hơn nhiều hơn thích trai. Dạ, vì sao ạ? Thường thường á, người ta là thích nói giỏi tông đường gì, còn đối với mình á là mình không có cần cái tư tưởng đó. Tư tưởng mình không có như vậy, mình chỉ thích gái là mình thích gái thôi. Yeah. Mà con gái thì nó ngoan, thường là nó ngoan hơn trai nó hơi phá phách lắm. Dạ. Anh nói gì? Con gái trai phá phách lắm. Con gái ngoan. Mời, rất là ngoan. Mời bé nhà phản biện lại. hồi nãy con có chia sẻ với cô sao? Dạ, con có người bạn đúng không? Một bạn nữ chơi chung. Nếu như mà để hai bạn ở trong phòng và thả đồ chơi thì như thế nào? Là hai đứa đều quậy banh phòng luôn. Quậy banh phòng luôn. Đúng. Dạ. Hồi nãy bé ngồi kế em thì bé có, em thấy là nãy giờ bé cũng khá run. Em mới hỏi là không sao, có cô Lan. Thì bé bảo là tại thường con có bạn, con đỡ run hơn. Và bé ở trong trường thì con chơi với bạn gái nhiều, bạn nữ nhiều hơn đúng không? Dạ đúng. Hầu như là chơi với bạn nữ thôi. Và đáp án đúng này đã mang về cho bố Kiến An và bé Uyên Linh thêm 1 điểm nữa. Chúc mừng. Là nãy giờ mình được mấy điểm hả ta? 2 điểm. Rồi, bây giờ con muốn câu hỏi hình hay là chữ nè? Chữ tiếp. Ôi, anh thấy, chết rồi. Thời tới. Môn học mà bé yêu thích là môn nào? Chà, cái bộ này hai bố con hiểu nhau quá nè. Chắc chưa? 5
4 3 2 1 giơ bảng. Hai bố con hiểu nhau quá nè. Cô Lan nói nè. Con này hơi lớn cân. Vì sao anh Kiến An chọn lại là môn tiếng Việt ạ? Tại vì bé học giỏi. Học giỏi nhất bé học 10 điểm. Thường là 10 điểm 9 điểm, 10 điểm 9 điểm không à. Mà vẽ thì môn vẽ là vui thôi, nó ngoài lề. Tại môn vẽ không có gì khó á. Cô vẽ cái ra không sao cả. Vậy thì ở câu này không có một điểm nào hết rồi. Bây giờ tới câu hỏi hình hay chữ nè. Chữ tiếp cô. Chữ tiếp, thôi ơi, lại là chữ rồi. Câu hỏi cuối cùng luôn. Con có sở thích làm gì vào cuối tuần? Cuối tuần này làm gì? Bố đã xong à? Dạ. Rồi 5 4 3 2 1 giơ bạn. Chơi với bạn. Đây chơi điện tử với bạn. Vậy là trùng khớp. Bố Kiên An và bé Yên Linh đã ghi điểm thêm cho mình nữa là 1 điểm. Là nãy giờ mình có mấy điểm rồi con? 3 điểm. Rồi bây giờ còn điểm cuối cùng mình ráng lấy luôn nha. Rồi bây giờ đây là câu hỏi hình nha. Mời con. Câu hỏi cuối cùng dành cho bố Kiên An và bé Yên Linh đó là rồi. Dễ đúng không ạ? Rồi xin mời anh bố nè. Nghe bố diễn tả nè. Hai từ mà nó ở đằng sau có một cái bánh xe, ở đằng trước có cái một cái bánh này mà hóng bừng xài máy, người ngồi lên trên đó di chuyển. Con nói thôi ạ. Máy quay tơ nè. Đúng rồi. Là cái gì con, đáp án là gì con? Con nghĩ là xe đạp. Xe đạp là chính xác. Thấy không, anh làm bé lung lay. Mình có chinh kiến đúng không? Không bị lung lay. Nhà con ở đây đúng rồi. Vậy hai bố con ve đây nè. Thưa quý vị, như vậy là bố Kiến An và bé Uyên Linh đã chiến thắng được vòng 2 với số điểm là 4. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 3 được mang tên Bữa ăn yêu thương.